Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho các bạn về mua đèn chống cận ở đâu chính hãng của Nhật giá rẻ. Phải nói đến đèn chống cận là sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay bởi khả năng ngăn ngừa cận thị cho trẻ em cũng như người lớn. Tuy nhiên này, trước muôn vàn nơi bán và những nơi quảng cáo, chúng ta nên chọn mua đèn chống cận ở đâu, đèn chống cận ở chính hãng nào tốt nhất, nên mua đèn chống cận loại nào. Và các bạn đừng lo, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đèn chống cận bên shop mình, đó là đèn chống cận thị cho trẻ em. Tật cận thị học đường ngày càng gia tăng một cách chóng mặt, khiến cho các bậc phụ huynh rất là lo lắng này. Chính vì thế, tìm mua đèn chống cận phù hợp, chiếu sáng tốt, không làm ảnh hưởng đến thị giác của trẻ là điều rất hết sức là cần thiết. Tuy nhiên, nên mua đèn học chống cận ở đâu, chọn loại nào và giá rẻ không phải là điều dễ dàng. Đèn học chống cận loại nào tốt? Đèn học chống cận được sử dụng rộng rãi trên thị trường và có khả năng nhiều loại khác nhau. Bên cạnh đó, đi với mức giá khác nhau là chất lượng sản phẩm cũng khác nhau, chủ yếu khác nhau ở tính năng này và chất lượng của bóng đèn này. Bạn có thể tham khảo ngay bài viết cách chọn đèn chống cận cho trẻ để biết thêm thông tin hữu ích. Một chiếc đèn chống cận này tốt hội tụ đủ các yếu tố như ánh sáng nào phù hợp cho bé này và thương hiệu nổi tiếng uy tín trên thị trường, xuất xứ của đèn học chống cận rõ ràng này. Ưu tiên lựa chọn các loại đèn có sử dụng bóng đèn LED hoặc sử dụng chip LED để chiếu sáng này. Công suất càng thấp thì tiết kiệm điện năng, không nên chọn những loại quá to này hoặc quá nhỏ, mức độ vừa phải để đạt được cường độ sáng tốt nhất. Thời gian bảo hành đèn học chống cận cao thường từ 6 đến 2 tháng để giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn này ở việc lựa chọn đèn học chống cận loại tốt nhất. Hiện nay thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tới các bạn một sản phẩm đèn LED chống cận Taotronic được bán chạy nhất tại shop mình trong thời gian qua, và có độ bền cao nhất này, và quan trọng nhất là có ánh sáng giống với tự nhiên nhất. Đèn LED chống cận Taotronic Nhật Bản có ánh sáng trắng, không gây bất kỳ mối nguy hại nào cho người dùng. Đèn LED chống cận Taotronic nhỏ gọn, dễ dàng điều chỉnh này, là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Và đèn LED bảo vệ mắt Taotronic nhỏ gọn, dễ dàng điều chỉnh. Đèn LED bảo vệ mắt Taotronic tỏa ánh sáng trắng, không gây bất kỳ mối nguy hại nào. Điện giải rộng này, cắm trực tiếp điện 220V, tuổi thọ bóng đèn đến 50.000 giờ, tính trung bình mỗi ngày bật 8 giờ thì dùng được 17 năm. Đèn không dùng pin nên có thể sử dụng quanh năm này, không lo hết pin. Công nghệ đèn LED thế hệ mới thân thiện hơn với môi trường này, tiết kiệm tới 75% điện năng so với bóng đèn sợi đốt thường, mà độ sáng lại cao hơn. Công nghệ LED thế hệ mới thân thiện hơn với môi trường, đèn không tỏa hơi nóng này nên dùng mùa hè cực thích. Phím bấm cảm ứng với 7 nấc sáng khác nhau rất dễ dàng sử dụng.
Có tới 4 chế độ sáng khác nhau này: sáng trắng, sáng hơi, sáng vàng và sáng vàng, sáng vàng và sáng vàng hơn, tùy theo chế độ làm việc và độ điều tiết của mắt này, có thể thay đổi màu và sắc ánh sáng. Mua đèn học chống cận ở đâu là chính hãng, giá rẻ? Với nhu cầu và sử dụng đèn học chống cận Tatonic Nhật Bản thì shop Nhật Việt mình đã cung cấp cho các khách hàng một loại đèn Tatonic Nhật Bản shop Nhật Việt mình. Và các bạn muốn mua sản phẩm này bên mình thì các bạn liên hệ với shop Nhật Việt mình qua hotline 0983131528 và kết bạn Zalo để được tư vấn trực tiếp. Và shop Nhật Việt mình cũng chuyên nhận order hàng Nhật, chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với shop Nhật Việt mình để được tư vấn trực tiếp. Và hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây, đã giải đáp và giới thiệu cho các bạn một loại đèn chống cận chính hãng Tatonic ở bên shop mình. Và mình sẽ kết thúc video ở đây.